Các bạn, mình đang ở một cái quán nước ven lề ở không trong khu dân miếu Trắng Biên nha các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ được là khám phá một ngôi chùa rất nổi tiếng hồi năm 1990 ha. Rất là nổi tiếng là chùa Bủ Phong ha quý anh chị nha. Chùa Bủ Phong, chùa núi Bủ Long á quý anh chị. Chùa núi Bủ Long đó là khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật chùa Bủ Phong nha các bạn nha. Chùa Bủ Phong đây ha. Rồi cái tấm bảng đây ha. Đó. Rồi chút xíu nữa các bạn sẽ xem được cái chùa Bủ Phong nó nằm ở trên núi nha các bạn nha. Hồi xưa là hồi nhỏ lúc mình 7 tuổi là mình đi trên này nó đông lắm nha các bạn. Hồi xưa tại vì không có khu du lịch á là mình đi lên đây rất là đông, đông đảo lắm quý anh chị ơi, cả mấy trăm người, cả ngàn người lên cái chùa này á. Nhưng mà bây giờ hiện tại là khu du lịch mở ra nhiều quá rồi á thì không còn ai đi chùa nữa. Chùa này nay hiện tại cũng hơi vắng nha quý anh chị, hơi vắng thôi chứ không phải là không có người tới nha. Đó thì cái xe gắn máy em để đằng đây thì cái đường này dân miếu Trắng Biên nè. Dân miếu Trắng Biên này thì nó chạy ra ngoài tỉnh lộ 768 nha các bạn. Còn cái hướng này thì mình chạy lại ra cái đầu dân miếu Trắng Biên. Hồi nãy em chỉ cho có coi cái kênh mà em quay cá đầu cá chép dưới đi ngang là đi ngang ô tô chú Tám Biên Hòa các bạn ha. Đây là cái chùa Bủ Phong ha. Chùa Bủ Phong nè, chúc mình sẽ gian theo cái đường này mình đi ha. Rồi. Rồi quý anh chị chờ em xíu ha, em lấy xe em di chuyển ha. Rồi quý anh chị ơi, mình sẽ di chuyển bằng chiếc xe gắn máy này mình lên trên chùa nha quý anh chị. Let's go nha. Rồi em chào quý anh chị nha. Rồi bây giờ quý anh chị vui lòng theo em chạy chiếc Honda này lên cái núi chùa Bủ Phong nha quý anh chị nha. Rồi bắt đầu mình đi bằng Honda nha quý anh chị nha. Màn hình có rung xin quý anh chị có thông cảm nha. Bắt đầu đi nha. Let's go. Lên núi mình phải chạy số 1 hoặc số 2, cao, núi cao lắm. Đó. Lưu ý nè, dốc cao ha. Có cái bảng lưu ý dốc cao ha. Dốc cao nguy hiểm ha. Mình sẽ chạy số 3, số 2 nha quý anh chị ha. Chạy số 2 ha. Chạy không nổi nữa là mình chạy số 3 nha quý anh chị ha. Chạy lên trên luôn nè. Lên trên nè, chạy lên trên đây luôn. Dốc cao mình chạy số 1 nha quý anh chị nha. Chạy số 1 luôn ha. Chạy số 1 luôn. Rồi, mình lên tới chùa luôn rồi quý bạn. Đó, các Phật tử đang quỳ lại ha. Đó, các Phật tử đang quỳ lại ha. Đó, tới chùa rồi nha, chùa Bủ Phong nha các bạn nha. Chùa Bủ Phong ở trên núi treo leo lắm nha các bạn. Đó, trên núi treo lâm các bạn đang quỳ lại nè ha. Đó. Các Phật tử đang quỳ lại ha. Bái lại mẹ Quan Âm ha, để mình xin mình cứu bệnh ha, mình xin bệnh ha, mình quỳ lại ha. Có một gia đình ha, một gia đình đến đây để viếng chùa rồi quỳ bái lại ha. Mẹ Quan Âm nha. Đó, mẹ Quan Âm rất là linh thiêng ha. Có cam lồ, nước cam lồ để mà chữa bệnh cho các chư vị ha. Đó đây là mẹ Quan Âm các bạn ha. Mô Phật chào ạ. Đó có mẹ Quan Âm nè. Thì các bạn, các ông, các bà nào mà có bệnh gì đó thì lên đây cũng vẫn xin được mình hết bệnh nha các bạn. Các bà ở trên có Phật tổ đó nha. Đó, rất là đẹp nha quý anh chị nha. Rất là trang nghiêm ha. Ở đây là trên một cái đỉnh núi cao ha các bạn ha. Đó, các cô, các chị, các dì, các bác ha. Tới đây để hành lễ ha. Đó, cái chùa Bủ Phong của mình đây. Chùa này hồi năm 90 các bạn đông lắm. Chư tăng khách đồ về đây đông lắm các bạn. Đó, chùa Bủ Phong ha. Chùa Bủ Phong ha. Đông lắm. Rồi mình đi vô giếng chùa xíu ra ha. Rồi mình ra mình chiêm ngưỡng một cái kêu bằng một cái chiêm ngưỡng cái bậc thang á quý anh chị, bậc thang mà để lên chùa
là nó cao, nó rộng lớn mà nó nhiều lắm. Thì hiện tại cái cửa chùa đóng không có vô được ha, mình chỉ đứng ở ngoài mình lại mẹ Quan Âm thôi nha quý anh chị nha. Đây là Ngọc Hoàng Thượng Đế nha các bạn, Ngọc Hoàng Thượng Đế ra chiếu chỉ nha các bạn nha. Đó, ở dưới đây có ông Phật Di Lặc ha. Đó, rồi em đứng em quỳ. Đây là có một gia đình đi mua nguyên một chiếc ô tô tới đây quỳ lại. Quỳ lại là lại hồi nãy giờ lâu lắm rồi các anh chị nha. Lại nhiều lắm, không biết sao là xin cái gì mà lại nhiều lắm, lại lâu lắm rồi nha. Thôi mời quý anh chị theo em ha. Mình đi xuống cái chỗ mà cái 110 hay là 100 bao nhiêu cái bậc thang ha, em cũng chưa biết được nữa. Mà cái bậc thang mình nó cao lắm nha. Có nghĩa là mình đi Honda thì mình chạy xe lên được một bên trước chùa, còn mà mình đi bằng cái cầu thang á là mình đi ngoài sau lưng chùa, mình đi lên là cái hướng đường 768 á các bạn. Ở trên đây có những viên núi, những viên đá đẹp lắm các bạn ơi, những viên đá trên núi này đá nhiều lắm nha các bạn. Trên núi là có ông Phật, ông Phật Di Lạ, ông Phật Thích Ca, ông nằm đây nè. Ông nằm đây, ông dài mà ông bự, ông to lắm nha các bạn. Dài bự mà to lắm nha các bạn nha. Ông nằm đây nè. Ông nằm đây ha. Đó. Ông Phật to bự lắm nha các bạn nha. Nó ông Phật nè. Ông Phật nằm mà ông to, ông bự lắm ha. Chiều dài chắc cũng phải 4 chiều dài chắc cũng phải mấy mét ha các bạn ha. Đó. Ông Phật ngồi đây kêu là Phật Niết Bàn ha các bạn ha. Phật Niết Bàn ông nằm đây nè ha. Đó. Đó cái lư hương nè ha. Cũng có mấy chư vị người ta mới vừa thắp hương ha. Ông Phật rất bự rất dài ha. Cái chân của ổng là hai cái bàn chân của ổng là muốn bằng mình luôn rồi nha các bạn. Cái pho tượng dài lắm nha. Rồi ở trên đây thì nó đẹp là nhờ những hòn đá này nè các bạn. Cái hòn đá này hồi nhỏ là những hòn đá này hồi xưa giờ nó còn y nguyên, chỗ nào nó còn y chỗ đó luôn nha các bạn nha. Hồi xưa là mình 7 tuổi hay là 8 tuổi gì đó là mình đi lên đây chơi nè các bạn, đông lắm, đông vui lắm. Em nhớ lắm, em kỷ niệm lắm luôn với cái chùa núi này luôn á các bạn. Kêu bằng ấn tượng sâu sắc luôn á các bạn ơi. Hầu như là nó còn giữ lại được 90% so với hồi xưa ha các bạn ha. Nè. Trên đây nè có mẹ Địa Mẫu, mẹ Phật Bà gì ha. Nó lên những bậc tam cấp nè, những bậc mà mấy chục cấp này luôn nè, để lên trên cái tầng cao để mà gặp mẹ, gặp cha, gặp Phật Thích Ca ha. Nó cao lắm các bạn, để mình lên ha, mình quay cho các bạn xem ha, để mình đếm có bao nhiêu bậc ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 ha. 17 bậc ha các bạn ha. À, đệ tử chào Phật Tổ à, đệ tử đi quay phim nha Phật Tổ ơi. Phật Tổ thông cảm, đệ tử không có hành lễ Phật Tổ được nha. Mô Phật nha. Đây là mẹ Quan Âm nha các bạn. Ơi, con chào mẹ. À, hôm nay con đi quay phim, con không có hành lễ mẹ được. À, mong mẹ thông cảm cho con nha. Đây là mẹ Quan Âm nữa nha, nha chư vị. Mô Phật, đệ tử chào mẹ Quan Âm. Đệ tử hôm nay đang đi quay phim, không có hành lễ được. À, mẹ nha, mẹ thông cảm, mẹ hỷ xả cho đệ tử nha. Dạ, đệ tử chào Phật Tổ dạ. À, hôm nay đệ tử đi quay Phật Tổ, quay phim Phật Tổ cho chúng sinh coi đó. Phật, con không có hành lễ được Phật Tổ, Phật Tổ thông cảm tha thứ cho con nha, mô Phật Phật Tổ nha. Rồi hai bên này có hai con rồng các bạn ha. Hai bên có hai con rồng để mà giữ gìn cái chốn thiêng liêng, không có được ai mà quấy phá cho các Phật Tổ, các mẹ ha, ở đây ha. Rồi có một ông này chắc là tôi quá, tôi đứng đây để tôi canh nè. À, ông Quan Đế Thánh Quân ha các bạn ha, đứng đây để chắn giữ ha, không cho có người lạ vô ha, yêu quái gì mà vô xâm nhập vô cái chỗ mà Niết Bàn ha. Đó, rồi mình xuống 21 bậc này ha. Rồi mình ở dưới kia là mình có rất là nhiều bậc nữa ha. Chắc hình như là 110 bậc hay sao đó các bạn. Để mình xuống đây mình coi lên coi cái chỗ này nó bao nhiêu bậc nha các bạn nha. Hồi xưa mình nhớ là ấn tượng sâu sắc lắm là mình đi rất là nhiều bậc ha. Mình mới lên đây được ha các bạn ha. Nó. Nó nè. Rất là nhiều bậc các bạn ha.
Thì quý anh chị nào mà coi hồi nãy giờ mà chưa đăng ký kênh á, quý anh chị nhấn giùm em cái nút bên tay phải ha, đăng ký kênh giùm em ha. Đó, những bậc thang này quý anh chị, bậc thang cũng như là mình đi xuống cái núi thì có nhiều bậc lắm các bạn ơi. Cái bậc sang này này thì nó đã có trùng tu lại rồi ha. Hồi xưa cái bậc thang đây đó nó không có mấy cái viên đá kêu bằng viên đá xi măng á ha. Đó, giờ nè cái bậc thang nè, đó cái bậc thang thăm thẳm xuống dưới luôn ha. Thôi mình đi xuống dưới luôn đi. Đó, mình đi xuống dưới luôn. Mình đi xuống dưới rồi mình quay lại cái quầy sau cái cổng chùa ha. Quầy sau cái cổng chùa là nó có cái bậc thang để mình đi lên ha. Còn mình muốn chạy xe ô tô lên á thì mình đi đằng trước mặt của cái chùa ha. Thì đường đi dẫn vô là cái đường dân miếu Trắng Biên ha các bạn ha. Còn cái quầy sau mà mình đi tới á, là mình lên bậc thang này là mình đi bộ là ngay chỗ cái đường 768 ha. 768 người mình vô một cái hẻm ha. Mình vô cái hẻm một chút xíu. Mình vô một cái hẻm một chút xíu nữa thì mình mới có thấy mấy cái bậc thềm này ha. Hồi nãy giờ mình cũng quên đếm là bao nhiêu bậc rồi. Đi nhiều bậc quá cũng quên đếm là không biết là bao nhiêu bậc nữa nha các bạn nha. Đó, gần xuống tới chân núi rồi nha các bạn. Chân núi rồi, gần xuống tới chân núi rồi đó. Nè, ít người đi quá nên cái lá cây cũng không có ai dọn dẹp, không cây quét này để nè, chắc một tháng một tuần gì một tháng cái chư tăng ở đây mới quét dọn được cho các bạn nha. Thì cái clip này nó hơi dài nha, các bạn nào có theo được thì theo ha, hữu duyên ha. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Bình Phan Thanh Biên Hòa Đồng Nai quê hương tôi á, thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh giùm nha, để Bình có thể có những cái động lực để mà Bình đi quay những clip này cho các cô chú anh chị xem nha. Đó, thì ở đây ở đằng trước ngay chỗ đường 768 thì nó sẽ vô cái hẻm chút xíu nha các bạn ơi. Đó, đây nó có còn ba bậc nữa nè. Đó, cái bảng hiệu của mình là nó bị mờ theo năm tháng các bạn nha. Nó bị mờ theo năm tháng rồi ha. Rồi. Mình tạm dừng video ở đây nha các bạn, rồi mình vòng lại trước cái mình sẽ lấy xe Honda cái mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi quý anh chị ơi, hiện tại em nãy em leo lên dốc, em đếm cái dốc này được là 91 bậc nha. Có nghĩa là 9 lần 9 81 nha quý anh chị ơi. 91 bậc nha các bạn. Đó là của chương 9 nha, 91 của tương nhân trăm với quên nữa là 91 bậc đi lên nha. Còn đi lên trên chỗ mà mẹ với ông Phật tổ là tới mười mấy bước hồi nãy mình có đếm nha. 91 bậc thang ha. Đó thì cái tấm bảng mờ này nè ha. Đó rồi, hiện tại em lấy chiếc xe của em á là em vòng lại đây em quay tiếp lại cái đoạn hồi nãy mình ngắt quãng là cái cổng sau, cái cổng sau và sau nó nằm ngay chỗ cái trục đường của 768, đường tỉnh lộ 768 nha các bạn. Giờ các bạn theo chân Bình nha, đi ra coi cái cổng nó làm sao ha. Rồi mời các bạn cùng đi ha. Đó, hiện tại mình đổ dốc luôn ha, nó cũng có dốc ha, mình có không có cần đề máy xe ha. Đó, mình vẫn chạy đổ dốc ha. Đó, đổ dốc ha, đổ dốc á, không có cần chạy nổ máy xe gì hết ha các bạn ha. Đó, đổ dốc luôn. Đó, đây cái đường 768 đây. Đường 768 đây nha các bạn. Đó. Đường 768 đây ha. Rồi thì mình đứng đây mình quay ha. À, đường 768 nha các bạn nha. Đó. Đường 768 nè, thì cái cổng chùa nó cổ kính lắm nha các bạn. Cái cổng chùa là nó viết chữ Tàu ha. Cái cổng chùa nó viết chữ Tàu ha, kỷ niệm kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Quán Thế Âm cho nước cứu dân ha. Chùa Bủ Phong ha các bạn ha. Các bạn có nhìn thấy rõ không ha? Thì cái chùa này có cái cổng là nó bằng đá hết nha. Cái cột chính là bằng đá, rồi cái tấm mà biển này, cái chữ Tàu nó cũng bằng đá luôn các bạn ha. Đó thì trên trục đường 768 ha. Trên trục đường 768 ha. Rồi phía bên kia là cái cây xăng ha, cây xăng đằng đó ha. Rồi xích lại đằng kia là cái cổng vô quầy sau dân miếu Trắng Biên ha. Nó cái chiếc ô tô nó vừa quẹo vô á là cổng vô dân miếu Trắng Biên nha các bạn nha.
Thôi, Bình Quang Thanh quay đến đây cũng đã xong nhiệm vụ của Bình Quang Thanh. Quý ông bà, cô bác, anh chị mà có xem được clip này, vui lòng nhấn đăng ký kênh giúp Bình Quang Thanh. Bình Quang Thanh rất là cảm ơn. Xin chào, hẹn lại các cô chú ông bà clip video sau. Em xin chào ạ.